Sau thời gian tạm hoãn, chiều 18 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thị Mỹ Duyên, 26 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, 4 năm tù giam về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo cáo trạng, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học của Trường Đại học Đồng Tháp ngày 27 tháng 10 năm 2018 tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ tiếng Anh thì phát hiện có người thi hộ cho hai sinh viên đang học tại trường, nên đề nghị công an tỉnh Đồng Tháp vào cuộc. Qua điều tra, xác định có cả đường dây thi hộ và người cầm đầu chính là Lê Thị Mỹ Duyên, sinh viên ngành sư phạm ngữ văn của trường. Với vẻ bề ngoài ưa nhìn và tính tình hoạt bát, Mỹ Duyên từng được xem là hốt của Trường Đại học Đồng Tháp. Hốt di Mỹ Duyên. Ảnh cát. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018, Duyên đã tổ chức thay ảnh của 31 chứng minh nhân dân, 34 thẻ dự thi và 32 thẻ sinh viên bằng phương pháp in ảnh màu rồi tráo người vào thi hộ cho 32 sinh viên của Trường Đại học Đồng Tháp trong các kỳ thi tiếng Anh và tin học do Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học trường này tổ chức. Như Lao động đã thông tin, để thực hiện hành vi phạm tội, Duyên tạo nhiều tài khoản Facebook để đăng thông tin tìm người giỏi về tiếng Anh, tin học để phục vụ cho việc thi hộ và tìm người cần thi hộ. Khi người thi hộ và người được thi hộ đồng ý về giá cả, Duyên nhận chứng minh nhân dân, thẻ dự thi, thẻ sinh viên, ảnh và nhận tiền đặt cọc của họ từ 500.000 đồng trở lên. Duyên tìm ra nhiều cách thức để đề phòng công an theo dõi, như hướng dẫn sinh viên thuê thi hộ, người thi hộ dùng số hiệu để giao lưu trước, nếu đúng mật khẩu mới tiến hành giao dịch. Ngoài ra, hốt di này cũng yêu cầu người thi hộ không được làm bài thi viết điểm số cao như 8-9 sẽ dễ tạo sự nghi ngờ. Hơn thế nữa, sau khi bị phát hiện, Duyên còn bày mưu cho các đối tượng có liên quan, khai báo quanh co, sai sự thật khiến cho quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Lê Thị Mỹ Duyên tại phiên tòa. Ảnh Lao động. Sau đó, Lê Thị Mỹ Duyên thuê người chỉnh sửa ảnh của người thi hộ cho phù hợp, rồi bóc tách thay ảnh của người thi hộ vào giấy chứng minh nhân dân hay thẻ dự thi của sinh viên và sử dụng mực màu đỏ vẽ lên thành dấu giáp lai khớp với hình dấu Trường Đại học Đồng Tháp. Hốt di tại phiên tòa. Ảnh Lao động. Với mức thu 6-17 triệu đồng trường hợp môn tiếng Anh và 5-7 triệu đồng trường hợp môn tin học, Duyên đã thu được hơn 320 triệu đồng. Sau khi trả công cho người thi hộ gần 39 triệu đồng, Duyên hưởng lợi riêng gần 282 triệu đồng. Với những chứng cứ sai phạm này, Tòa án Nhân dân thành phố Cao Lãnh tuyên phạt Hốt Di 4 năm tù giam và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ những người thuê thi hộ. Những người thi hộ và có liên quan trong vụ việc, Tòa án Nhân dân thành phố Cao Lãnh yêu cầu cơ quan chức năng tách ra, tiếp tục điều tra.